Em xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay là ngày 29 tháng 3. Thì em lại có một số những cái mặt hàng cho các bác về sưu tầm nhá. Đấy, hôm nay có Sơn Thủy Tiên này, Hoàng Thảo Vôi và Long Tu Xuân. Thì những cái mặt hàng này thì em đã cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ hết rồi và đã ngâm xử lý qua kích rễ và xử lý lấm cho các bác hết rồi nhá. Đấy, vào đơn đầu tiên đây là Long Tu Xuân. Long Tu Xuân thì bây giờ nó rất là đẹp rồi, mầm đã lên như thế này rồi đấy, và rất là lợi cân rồi, nó không còn giữ tích nhiều nước như trước nữa. Thì Long Tu Xuân này em bán với giá là 200.000 trên một cân nhé các bác nhé, 200.000 trên một cân. Hoàng Thảo Vôi giờ mầm cũng đang lên nữa rồi, cắt tỉa rất sạch sẽ rồi. Dễ riếc là không còn về các bác, chỉ việc bắn vào và trồng vào chậu thì trồng, và trồng gỗ thì bảng gỗ thì trồng nhé. Thấy Long Tu Xuân à, Hoàng Thảo Vôi em bán với giá là 180.000 một cân nhé các bác nhé, 180.000 một cân. Còn Sơn Thủy Tiên. Đấy, Sơn Thủy Tiên. Hàng cũng khá là đẹp, hầu như là các thân già người ta cũng đã không có khả năng ra hoa nữa, người ta cũng đã cắt đi hết rồi. Và dễ riếc cũng đã cắt khá là ok rồi, về các bác chỉ việc ghép thôi. Và Sơn Thủy Tiên này thì em bán với giá là 180.000 một cân nha các bác nhé, 180.000 một cân Sơn Thủy Tiên 180. Đấy. Anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp em, số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại em đã kết nối Zalo rồi nha các bác nhé. Và các đơn hàng này em bán từ 5 lạng nhé các bác nhé, bán từ 5 lạng. Đấy, anh chị em ai có nhu cầu thì cứ liên hệ em 0969 444 668. Rồi em xin chào tất cả mọi người nhá. Các sưu tầm, đây, hôm nay thì nhà vườn em có một số những cái giò kiều môi tua này, hàng hoa rất là đặc biệt. Đấy, các em, đấy, thân là thân kiều, hoa thì cũng hoa kiều nhưng mà nó cánh với môi của nó cứ tu rua như này nhá. Đấy, gọi là kiều môi tua gì đấy, tu rua gì đấy nhá. Đấy. Mã số A85 180.000 các bác nhá. Đây giò này hẳn còn một lụ này, hai chùm lụ, ba chùm lụ và 45 chùm lụ đấy các bác nhá. Đây giò này hẳn còn 5 chùm lụ và 1 2 3 4 cành hoa đã ở đây. 180.000 A85. Tiếp theo mã số A84 cũng một giò kiều tua đây. Đây gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 chùm lụ các bác nhá, gồm 8 chùm lụ. Mã số 84 200.000 các bác nhá, 200.000. Hàng cũng ghép được hơn 4 tháng rồi các bác nhá. Hàng ghép được hơn 4 tháng rồi. Đây, trong vườn có mỗi 2 giò thôi. Tiếp theo một giò kiều vàng mã số A80. A80 giò kiều vàng. Giò này thì khá nhiều lụ luôn các bác nhé, gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lụ các bác nhé, 8 lụ. Mã số A80 160.000. Hàng đã bắt đầu bắn rễ rồi các bác nhé, hàng đã bắt đầu bén rễ rồi. Mã số A81 một giò kiều. Đấy, giò kiều vàng cũng ghép hơn 4 tháng rồi. Giò này thân khá là dài, 2 4 gần 60 cm cơ. Gồm có 1 lụ này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đấy, gồm 6 cái lụ rất đẹp các bác nhé. Đây, có một cái lụ rất to này. Đấy, bông rất to. Những cái loại thân dài này thì bông của hoa của nó cũng khá là dài. 1 2 3 4 5 6. 6 lụ. A81 180.000. Tiếp theo là một giò vạch đỏ mã số 85 200.000 các bác nhé, vạch đỏ 85 200.000. Vạch đỏ bây giờ đang mùa lụ của nó hết rồi các bác nhé. Đấy, tất cả các cành đều có lụ, trừ những cái cành mà nó đang mầm non và đang đi ngọn như này là chưa có lụ thôi. 85 200.000. Mã số A37 cũng 200.000 các bác nhé, vạch đỏ. Đấy, hàng thì
thật sự với các bác là kể cả cái thân già cọng cóc đớ đại đồng thì nó vẫn vẫn còn loát mắt và còn hoa. 87 200.000. Tiếp theo một giò kiều tím mã số A82. A82. 200.000 à 300.000 các bác nhé, 300.000 mã A82 kiều tím. Lá rất là dày. Tiếp theo mã số A67, 150.000 các bác nhé, 150.000. Đây là kim điệp nhựa. Đấy, dòng hoa của nó thì rất là bền và thơm. Đấy, độ bền hoa của nó hơn 1 tháng các bác nhé. Chơi thì mãi cũng không tàn luôn. Mã số A89. Đây là một chậu hải vệ lữ. Đây có một bông hoa rất là to các bác. Bông nó rất là to và rất là nhiều thân tơ, làm sau chậu này rất nhiều hoa các bác nhá. 89 150.000. Vệ lữ. Tiếp theo còn một chậu hải kim mã số A85. Đây, bông hoa của nó rất to các bác. A85. 180.000 các bác nhá. Rất nhiều thân tơ luôn. 180.000. Tiếp theo là một giò sơn thủy tiên mã số A71. Gồm có 1 2 3 4 5 6 7 cành hoa. 7 cành hoa. Mã số A71 250.000. 250.000. 1 2 3 4 5 6 7. 8 cành hoa. 250.000 71. Tiếp theo mã số A70 cũng 250.000 các bác nhá, 2 4 6 7 cành hoa. Đấy, 250.000 A70. Tiếp theo một giò đùi gà mã số A11. 200.000 các bác nhá. Mầm lên rất nhiều các bác, mầm rất đẹp rồi. Đấy. Và hoa bắt đầu đang nở, đã bông hé lở đây. Mặt hoa này khá là đẹp, khá tím luôn, gà tròn đấy các bác nhá. A11 200.000. Tiếp theo một giò kiều vuông mã số 51, 220.000, gồm có 3 lũ đang chia rất đẹp rồi. Mã tiếp theo A72, sơn thủy tiên 180.000. Đây, hàng đã bắt đầu bắn rễ rồi các bác nhé. Gồm 1, 2, 3, 4, 5 cành hoa nhé các bác nhé, 5 cành hoa. Đấy, A72 180.000. Tiếp theo mã số 75, 250.000, tam bảo sắc. Gồm có 6 cây, được 3 cành hoa các bác nhé, được 3 cành hoa. Cành hoa cũng khá dài rồi. A75, 250.000. Tiếp theo là một giò đùi gà mã số 71. Giò này thì các bác nhìn cái bộ rễ của nó trắng toát toạc luôn. Và hàng này là nguyên một rề các bác nhé, nguyên một rề. Đấy, nguyên một rề. 280.000 mã số 71. Đùi gà tròn. Tiếp theo một giò kiều vuông mã số B15. Gồm có 1 2 cũng 3 cành hoa, 3 cành hoa đang chia rồi. B75 220.000. 220.000. Tiếp theo là một giò kia lù tủa chùa mã số A35. Đấy, A35 100.000 các bác nhá, gồm 1 2 3 4 5 6, 6 kỳ nhé, 6 kỳ. Đấy, khá là đẹp. Tiếp theo một giò da báo mã số A88. 230.000. Da báo. Và giò này thì có một lụ này các bác nhé, một lụ đây. 230.000 A88. Giò da báo tiếp theo mã số A87 cũng 230.000. 2 4 6 cây nha các bác nhé. 6 cây. Giò này thì chưa thấy da lụ các bác. Tiếp theo mã số A53 hồng nhạn. A53 hồng nhạn thì hàng bây giờ hồng nhạn này nó đang có lụ rồi,
nụ lên rất đẹp rồi các bác nhé. Đấy, nụ lên rất đẹp rồi, hầu như là tất cả các cây đều có nụ hết. Mã A53 180.000, 180.000. Còn một giò kiều cam mã số A55 200.000 các bác nhé. Giò này gồm có 1, 2, 3, sau giò này có 3 cái lụ này, 4, 5 cái lụ nha các bác nhé. Đây, rễ của nó đã bắt đầu bám vào, đã đi rồi nha các bác nhé. Xanh nhè rồi. Mã số A55 200.000. Tiếp theo là một giò trúc Phật Bà. Bây giờ thật sự mấy các bác nào hoa cũng nở rất là lâu rồi, về các bác chắc chẳng chơi được hoa đâu. Mã 75 200.000 các bác nhé. Về chỉ làm giống thôi. 1, 2, 3, 4, 5, được 6 mầm gốc các bác nhé. 6 mầm gốc. Đấy, về sang năm làm 6 cái thân hoa. Đấy, nó thuần 53 rồi, nên là cây rất là khỏe. Nên về là cây lên rất đẹp các bác. Tiếp theo là một giò kèn mã số A71. Đấy, giò này thì có một thân hoa dài được 40 cm. Thân này lên được 2 mầm gốc và 2 mầm lỡ, đang lên mỗi cái thân một cái đây nữa rồi. Mã số 71 300.000 các bác nhé. 300.000 hoàng thảo kèn. Nụ rất đẹp rồi. Tiếp theo một giò ngọc thạch mã số 23. Đây, hoa của nó đây khác. Và còn đây, còn hai thân hoa nữa còn chưa lở nha các bác nhé. Và cái thằng ngọc thạch này nó ra hoa cái kiểu gì, còn một cái thân này bắt đầu còn đang nhú lụ, đang sưng lụ rồi này, đang gai sưng lụ đây. Mã số 823 180.000. Giò kiều tím nguyên một dề các bác nhé. Mã A99 350.000. 350.000 nguyên một dề kiều tím các bác nhé. Hàng rất là đẹp, còn nguyên lá luôn. Giò kiều mỡ gà mã số A28 250.000. Kiều mỡ gà 250.000 A28.